Nữ nhân này tên là Phượng Vũ, khi nàng sinh ra đã có chân huyết Phượng Hoàng lừa, lại bị một con Thanh Loan ám toán, hủy đi chân huyết Phượng Hoàng. Nguyên do là nàng ta đố kỵ, đều là thiên tài may mắn có được chân huyết Phượng Hoàng, Phượng Vũ lại có được hôn ước với thái tử, còn nàng ta thì không. Để có được người trong lòng, nói trắng ra là nàng ta vì danh tiếng quyền lực, không từ thủ đoạn ám hại đồng môn. Ánh mắt nàng ta sắc bén vô tình. Phượng Vũ, ai muốn được gọi là song phượng với ngươi, ngươi có tư cách gì đánh đồng với ta? Phượng Vũ người bê bết máu gọi một tiếng. Tả Thanh Vân, à ta dùng trường kiếm, trực tiếp moi chân huyết phượng ra từ ấn ký của Phượng Vũ, một tay bóp nát. Trên thế giới này, người có chân huyết Phượng Hoàng chỉ có thể là ta. Phượng Vũ cố nén đau đớn đứng dậy khỏi mặt đất, phản đồ. Đừng dãy dụa nữa Phượng Vũ, ngôi vị thái tử phi kia chỉ có thể là của ta, thần nữ Bích Lạc cung cũng chỉ có thể là ta, thế nên ngươi có thể chết được rồi. Dứt câu, à ta lao tới động thủ, đánh bay Phượng Vũ trực tiếp phun ra máu. À ta trước khi rời đi, để lại câu nói, tên của ta là Tả Thanh Loan, Phượng Hoàng lửa Thanh Loan, ta mới là chân mệnh Phượng Hoàng duy nhất tại Quân Vũ đế quốc. Phượng Vũ nằm lê dưới nền đất lạnh, không còn sức lực. Tả Thanh Vân, ngươi lợi dụng lúc sư phụ xinh đẹp của ta ngưng tụ chân thân để hủy đi chân huyết Phượng Hoàng của ta. Đợi sau khi sư phụ ra ngoài, toàn tộc ngươi thậm chí cả Quân Vũ quốc có thể chịu nổi cơn giận của người hay sao? Phượng Vũ khẽ nhắm mắt nhớ lại 8 năm trước. Ý, vì sao chiếc nhẫn này lại tỏa sáng? Thật xinh đẹp, ngước nhìn thiếu niên ngây thơ hỏi. Người rất lợi hại sao ạ? Cũng tạm, ta từng là chúa tể của đại lục này. Thiếu niên bạch y này chính là sư phụ của Phượng Vũ. Ánh sáng lóe qua, Phượng Vũ hé mắt không dám tin. Là sư phụ sao? Sư phụ, cuối cùng người cũng tu luyện ra chân thân rồi, cuối cùng cũng có thể ôm con rồi. Sư phụ con sẽ chết ư? Sẽ không. Sư phụ đặt ngón tay lên ấn ký của Phượng Vũ niệm chú. Nhận ra là Phượng Hoàng thần huyết, Phượng Vũ ngăn cản. Không, đây là tinh phách bản mệnh của người, không có nó người sẽ không thể ngưng tụ cơ thể được nữa. Ánh mắt vàng kim dịu dàng ấm áp. Ngoan, đừng động đậy. Ta tạm thời phong ấn Phượng Hoàng thần huyết vào cơ thể con. Sau khi kích hoạt cửu chuyển hồi linh đan, con có thể tu luyện lần nữa. Dứt lời, liền tan vào hư không. Tả Thanh Vân, ngươi hại ta mất sạch tu vi, chân thân của sư phụ bị hủy. Mối thù này ta nhất định tất báo. Không biết qua bao lâu tiểu nha đầu này đã lớn. Tiểu Vũ, cửu chuyển hồi linh đan chỉ còn thiếu tiên linh quả. Sau khi luyện thành, con có thể tu luyện lần nữa, như vậy sư phụ không cần phải lo lắng cho con nữa. Tiểu Vũ bật dậy, sư phụ đừng đi. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Nha hoàn Thu Linh bê chậu nước tiến vào. Tiểu thư lại gặp ác mộng sao? Chỉ là nhớ lại chuyện trước đây thôi. Thanh niên áo tím vừa vào tới cửa đã âm ý gọi, tỷ tỷ, có thư cảnh báo đến từ đế đô, tỷ mau mở ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là tiểu thiếu gia tên Phượng Tiểu Thất, thái tử đi tuần tra, vài hôm nữa sẽ đến Bắc Cảnh thành. Nha hoàn Thu Linh hoảng hồn. Vị thái tử điện hạ chí cao vô thượng, quyền cao đức trọng ấy sắp qua đây ư? Phượng Vũ nghĩ ngợi, chúng ta tránh ngày ấy là được, Phượng gia vẫn luôn muốn cậy nhờ vị thái tử điện hạ này, e là lần này sẽ cử người trong tộc đến. Tiểu Thất tỏ thái độ, cử người đến ư? Chúng ta đã bị Phượng gia đá ra khỏi đế đô, vứt đến trạch viện cũ ở biên cảnh rồi mà bọn chúng còn muốn thế nào nữa? Đuổi cùng giết tận ư? Phượng Vũ nhìn thằng em trời chưa đánh đã sợ mắng, gấp gáp cái gì? Tiểu Thất hai mắt lưng tròng, tỷ, đổi lại trước đây cho dù ai đến, tỷ tát một phát bay đi là được, nhưng bây giờ tu vi của tỷ đã bị phế rồi. Nghe thiếu gia thốt ra lời không nên nói, Thu Linh trừng mắt, tu vi bị phế thì có làm sao, chẳng lẽ ta không thể tu luyện lại được sao? Nghe lời này Tiểu Thất hai mắt sáng rực, tỷ tìm ra cách tu luyện lại lần nữa rồi ư? Phượng Vũ hất mặt kiêu ngạo dõng dạc đáp, không có. Tiểu Thất trực tiếp ngã xuống, tỷ lấy đâu ra tự tin thế? Lúc sau thay y phục, Phượng Vũ phỏng đoán chắc chắn Phượng gia sẽ đến Bắc Cảnh thành để lấy lòng Quân Lâm Uyên. Nếu không có tu vi, chắc chắn mẫu thân và tiểu khởi sẽ bị bọn họ ức hiếp. Trước mắt là phải mau chóng tìm được vị thuốc cuối cùng tiên linh quả để luyện chế cửu chuyển hồi linh đan. Mình đang ở Bắc Cảnh thành 5 năm rồi và bây giờ nó đã sắp chín. Quân Lâm Uyên đến vào lúc này, thật sự chỉ là việc tuần tra biên cảnh ư? Phượng Vũ và nha hoàn Thu Nhi đi nghe ngóng tin tức tại Vân Lai lâu ở Bắc Cảnh thành. Nơi đây phồn hoa đông đúc, các cô nương ở tuổi cập kê đang tụ họp chém gió. Tin tức đáng tin không? Thái tử thật sự sẽ đến Bắc Cảnh thành. Ta dùng bao nhiêu vàng mới mua được đấy, tất nhiên là thật rồi, nếu không, sao trời chưa sáng ta đã đến đây đợi. Nếu lần này thật sự có thể nhìn ngắm phong thái của thái tử điện hạ thì đúng là sống không uổng phí mà. Đó là thiên tài đứng đầu bảng tuyệt thế phong vân đó. Thu Linh liếc mắt chê bai, mới thế mà đã sống không uổng phí, tiểu thư nhà ta còn từng đính hôn với thái tử điện hạ kìa. Phượng Vũ nhắc nhở, Thu Linh em nhỏ giọng thôi, chúng ta đang bí mật thăm dò em có hiểu không? Tiểu thư nói mới nhớ, trước đây em còn không biết, chiếc nhẫn Long Phượng Linh này còn có thể thay đổi dung nhan. Nói dứt câu, lát sau liền có người đến. Ý, thế mà vẫn còn chỗ ngồi. Không ngại ta ngồi đây chứ? Phượng Vũ nhận ra người này, hắn là bạn thân nhất của Quân Lâm Uyên. Hóa ra thanh niên tuấn mỹ, đẹp mê người này là Phong Tầm, là tiểu vương gia Phong Bắc Vương phủ. Hắn thản nhiên trực tiếp ngồi xuống.
hai người cứ coi như ta không tồn tại là được. Phượng Vũ, Thu Nhi ba chấm với độ tự tiện của tên này. Phượng Vũ trong lòng suy đoán, không bằng trước tiên nghe ngóng tin tức từ Phong Tầm, xem có phải Quân Lâm Uyên vì tiên linh quả mà đến hay không. Bàn bên cạnh lại có gì ồn ào. Mấy người biết gì chưa, phế vật bị gia tộc Phượng gia bỏ rơi vào 5 năm trước ở Bắc Cảnh Thành đấy. Phong Tầm hóng chuyện, người các ngươi nói đến chắc không phải Phượng Vũ đấy chứ. Ngoài cô ta thì có thể là ai, thật không ngờ cô ta còn mặt mũi dùng cái tên này cô ta mà cũng xứng. Phong Tầm nghe có mùi drama phải hít cho tới. Lẽ nào cái tên này có câu chuyện đằng sau? Một người Quân Lâm thiên hạ, một người Phượng Vũ giang sơn, nghĩ đến phế vật đó, không biết xấu hổ dính lấy Uyên Uyên nhà ta là ta lại tức giận. Người bên cạnh lại bồi thêm. Đúng đúng đúng, cơ bờ Quân Vũ đã là chuyện quá khứ. Quân Lâm thiên hạ, Phượng Vũ giang sơn, cơ bờ Quân Vũ. Phong Tầm cười rớt nước mắt. Ô này, nếu quân lão đại của chúng ta biết tên của ngài bị gắn liền với Phượng Vũ, không chừng sẽ. Người kia quay đầu chợt nhận ra. Đây chẳng phải Phong Tiểu Vương ra sao? Phong Tầm giật mình. Hỏng rồi, không cẩn thận để lộ thân phận rồi. Một đám người đuổi theo. Nhanh, mau bắt lấy Phong Tiểu Vương ra là có thể gặp thái tử. Các ngươi coi ta là đá kê chân hay gì? Fan của Quân Lâm Uyên ở đây đông vậy sao? Bắc Cảnh Thành, cái nơi khỉ ho có gáy chim không này, quá ghê gớm, quá ghê gớm. Mớ bòng bong đông như vũ bão suýt nữa thì cuốn cả Phượng Vũ bay theo. Phong Tầm leo lên cửa sổ định tẩu thoát, chợt nhận ra một cục lửa to trên trời rơi xuống, thiêu rụi một khoảng trời. Phượng Vũ nhìn lên quan sát liền nhận ra ngay, toi rồi, thì là Hỏa Vân Cự Ưng Vương giả của khu vực rừng sâm lâm lạnh giá phía đông. Vân Lai Lầu dần truyền đến những âm thanh răng rắc. Vân Lai Lầu sắp sụp đổ rồi, mau thoát khỏi đây. Nha hoàn Thu Linh run rẩy hỏi, tiểu thư, chúng ta sẽ chết ư? Phượng Vũ quan sát trả lời, cũng chưa chắc, bởi vì Hỏa Vân Cự Ưng đang bị người ta truy sát. Một thanh niên với vô vàng trường kiếm đang lao về phía Hỏa Vân Cự Ưng, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát thi chuyển pháp thuật phóng về phía Hỏa Vân Cự Ưng. Đã phân thắng bại, thanh niên nhẹ nhàng đáp xuống. Hỏa Vân Cự Ưng vậy mà biết nói tiếng người. Đánh người không đánh mặt, đạp người không đạp đầu, đại ca tốt, đừng đạp đầu ta. Con gà to xác này, vậy mà dám nói bản thân là người, cũng không xem lại giống người chỗ nào a. Đám người bên dưới nhận ra người này, hò reo. Thái tử điện hạ, sao có thể đẹp trai như thế? Uyên Uyên ngài là thần của ta. Lẫn trong đám đông chỉ có Phượng Vũ đang kêu cứu, khổ sở trong đám người chen lấn đu idol. Vân Cự Ưng nhìn chúng Phượng Vũ lao đến. Phượng Vũ quay đầu nhắc nhở Thu Linh, không ổn, Hỏa Vân Cự Ưng sắp điên lên rồi, chạy mau. Chạy? Ngươi chạy đi đâu? Con chim lớn dùng chân gắp lấy Phượng Vũ. Phượng Vũ mắng to. Mẹ ngươi chứ, nhiều người như vậy bắt ta làm gì? Hắn đạp đầu ông đây phải cướp nữ nhân của hắn. Người bắt nhầm người rồi, ta không phải. Còn nói không phải, chẳng phải hắn đến cứu ngươi đó sao? Phượng Vũ cả kinh, hắn vậy mà đuổi theo, ánh mắt oán giận sát khí ngút trời. Phượng Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nhận ra mình? Quân Lâm Uyên thi triển thuật pháp, ánh mắt vô cùng lãnh lẽo, một đao chém về phía Cự Ưng. Phượng Vũ hét thất thanh, đã nói không quen biết hắn rồi mà. Cự Ưng bị đuổi giết, một mạch bay đến nơi phủ đầy băng tuyết. Đã bay đến Băng Phong Sâm Lâm rồi ư? Đây là cơ hội tốt để lấy tiên linh quả, phải mau chóng thoát khỏi Cự Ưng, tiến vào sâm lâm. Nghe âm thanh lạ thường, Phượng Vũ phát giác, vậy mà lại là hàng trăm khối băng thạch đang lao đến như vũ bão. Phượng Vũ sợ hãi kêu trời. Quân Lâm Uyên lại gọi ra một mớ sấm sét nở nụ cười khinh bỉ, trực tiếp tung một quyền về phía Cự Ưng tạo thành một lỗ to giữa đôi cánh, mặc kệ sống chết của Phượng Vũ. Phượng Vũ hoảng loạn bám víu lấy Cự Ưng vẫn không quên chửi bới. Quân Lâm Uyên gặp phải ngươi đúng là xui xẻo tám đời mà. Mình chịu đủ cảnh không có linh lực mặt người ta làm gì thì làm rồi. Phải nắm bắt thời gian luyện chế cửu chuyển hồi linh đan, rồi tu luyện một lần nữa, cứ cái đà này chẳng những không lấy được tiên linh quả, mà mình hay Hỏa Vân Cự Ưng có thể sẽ chết ở nơi này mất. Phượng Vũ dùng sức ở đôi cánh tay bật người nhảy lên túm lấy đầu Cự Vân. Không muốn chết thì nghe ta, đảm bảo có thể thoát. Cự Ưng liếc mắt, dựa vào đâu phải tin ngươi, ta bắt người đến đây, ngươi không muốn báo thù ư? Không nhìn thấy hắn mặc kệ ta sống chết thế nào à? Hắn đâm một kiếm ngươi ngã xuống là hai người liền xong đời. Nói tóm lại, ngươi hãy chuẩn bị thật nhiều nước bọt, lát nữa nghe ta chỉ huy, may ra còn một đường sống, được. Hắn đuổi đến rồi mau quay đầu lại, phun. Dứt lời một rổ nước bọt xối xả vào người Quân Lâm Uyên. Phượng Vũ đắc ý, quả nhiên người mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Phượng Vũ ra lệnh nghiêng về bên trái tăng tốc lao xuống kéo giãn khoảng cách với hắn. Trong lòng suy tính, sắp đến con thác cao và dốc rồi nhảy xuống là, có thể mượn con thác đó đỡ lực va chạm, mình có thể thành công thoát khỏi Hỏa Vân Cư Ưng. Nhưng lại do dự tự hỏi, ngươi muốn làm gì? Nó còn chưa thoát khỏi truy sát đã muốn nuốt lời. Hỏa Vân Cự Ưng đột nhiên dùng sức hất mạnh há miệng, khiến Phượng Vũ bay bổng rơi vào miệng nó. Phượng Vũ nhận ra nó muốn ăn mình liền lấy ra từ chiếc nhẫn vàng một ngọn núi to. Hừ, dám chống lại ta, ngươi đợi bị Quân Lâm Uyên đánh chết đi, ta không chơi cùng ngươi nữa. Phượng Vũ nhảy xuống vừa hay đúng lúc Quân Lâm Uyên một đao chém chết Cự Ưng. Xử xong Cự Ưng, anh dõi mắt nhìn theo Phượng Vũ cảm thán, nhà đầu không có linh khí đó có thể thoát khỏi sự khống chế của Hỏa Vân Cự Ưng mà nhảy xuống, có chút thú vị.
Phượng Vũ ngoi lên từ mặt nước từ từ trèo lên vách đá lẩm bẩm. Y phục của người phàm thấm nước lại trở nên nặng hơn, từ dưới hồ sâu bơi lên mất rất nhiều sức, phải mau chóng đổi y phục mới, ở trong băng phong xâm lâm mà mặc bộ đồ này thì không sống sót nổi. Nàng lấy ra thay một bộ đồ mới từ không gian bên trong Long Phượng Linh. Phượng Vũ nhận ra nơi mình đang ở khu vực của ong máu sừng lớn, nếu dùng ong hậu của ong máu sừng lớn để luyện đan tuyệt đối làm chơi ăn thật, có thể tu luyện, sớm báo thù cho sư phụ. Nhưng bọn chúng có thể cắn nát người thành xương, hẹn giờ mình không có cơ hội thắng. Lại thấy một thanh niên mặc hồng y đứng giữa đàn ong. Phượng Vũ ngó nhìn tổ ong hiện giờ đây là cơ hội ngàn năm có một, nàng nhặt một cành cây, chọc vào tổ ong, con ong hậu rơi xuống nàng nhanh tay bắt lấy thu vào không gian Long Phượng Linh. Gây ra động tĩnh, bọn ong máu sừng lớn thấy có kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, liền quay đầu đuổi theo Phượng Vũ. Phượng Vũ ba chân bốn cẳng chạy. Có người cất tiếng gọi, "Ý, tiểu nha đầu ngươi còn chưa chết à? Chào, còn nhớ ta không?" "Chào cái đầu ngươi." Phượng Vũ mắng, "Đừng có qua đây, xin ngươi đừng có qua đây huynh đệ à, bọn nó sẽ ngửi được mùi của ông hậu trên người ta đó." Phong Tầm nắm lấy cổ áo Phượng Vũ, "Ngươi chạy cái gì đợi ta nữa chứ?" Phượng Vũ hét, "A, thả ta ra." Bầy ong đuổi tới vây quanh cả hai. Phong Tầm hoảng loạn, "Chết chắc rồi, sao không nói ngươi sẽ thu hút ông bướm từ sớm?" Phong Tầm ôm lấy eo của Phượng Vũ, dùng lăng ba vi bộ thoáng cái đã thoát khỏi truy đuổi. "Được rồi, đánh ông máu sừng lớn đó không được kịp, đừng lo lắng." Phượng Vũ thầm tán thưởng, năm không gặp thực lực của Phong Tầm tăng lên rất nhiều. Phong Tầm ở đây, vậy quân Lâm Uyên chắc chắn ở gần đây phải nghe ngóng mục đích của bọn họ. Băng phong sơn lâm nguy hiểm trùng trùng, dựa vào ngươi ta mới thoát được một kiếp, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không? "Xin lỗi nhé tiểu nha đầu, ta đến đây cũng có việc phải làm, chưa tìm được đồ vật thì tạm thời không thể ra ngoài." Phượng Vũ hỏi thêm, "Ngươi đến băng phong sơn lâm tìm cái gì?" "Ta xem qua mấy tấm bản đồ băng phong sơn lâm đấy. Biết đâu ta biết nơi ngươi muốn tìm đồ vật, nhanh tìm được thì ta cũng có thể rời khỏi đây sớm." "Ây da, tiểu nha đầu thiệt biết nói chuyện. Những người chắc chắn không biết đồ vật mà bọn ta tìm ở đâu đâu đó là bảo bối trong băng phong sâm lâm đấy." Nghe thấy thế Phượng Vũ nuốt nước bọt, quả nhiên bọn họ đến để cướp tiên linh quả. Một tiếng gọi cắt ngang. "Phong tiểu vương gia, ta tìm được ngày rồi, quân ca ca nói đã đến giờ rồi, bảo chúng ta nhanh chóng lên đường, cô đến rồi à?" Hóa ra là Mộc Giao Giao, tiên tử của Bích Lạc Cung. "Phong tiểu vương gia, cô ta là ai?" "Đây là tiểu nha đầu ta vừa cứu." "Đúng rồi, người tên là gì?" "Ta tên Phong tiểu ngủ." "Nơi này là khu vực sâu bên trong băng phong sâm lâm. Trên người ngươi một chút linh khí cũng không có, chắc chắn không ra ngoài được. Ta cũng không có thời gian tiễn ngươi, ngươi cứ theo bọn ta là được." Mộc Giao Giao phản đối. "Nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu cô ta là gian tế thì sao?" Phượng Vũ thầm nghĩ, phải đi theo bên cạnh bọn họ rồi tùy cơ ứng biến, nhân cơ hội giành lấy tiên linh quả, bây giờ lấy lùi làm tiến. "Đã vậy, Phong ca, ta từ biệt từ đây, ngày sau gặp lại." Phong Tầm nắm tay giữ lại. "Cô ấy còn không bảo vệ nổi chính mình thì làm sao là gian tế được? Trước đấy bị quân lão đại liên lụy, bị Hỏa Vân Cự Ưng gắp đi, sau lại vì ta mà bị ông đuổi, bây giờ không dễ dàng gì mới an toàn, cô lại muốn đuổi cô ấy đi." Phong Tầm khó chịu ra mặt. Mộc Giao Giao bức xúc, "Vương gia cũng biết tính tình của quân ca ca tuyệt đối sẽ không." "Các ngươi đừng cãi nhau cái gì." Một giọng nói trầm cất lên, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Hóa ra là quân Lâm Uyên và một lão già đang cưỡi gió tiến tới. Phượng Cửu nhận ra, quân Lâm Uyên, hắn đến được bao lâu rồi, không biết hắn nghe được bao nhiêu rồi. Phong Tầm hớn hở gọi, "Lão đại, đây là cô nương bị cự ưng cướp đi hôm đó, tên Phong Tiểu Ngũ. Bây giờ không ra ngoài được, để mà nói thì cũng có trách nhiệm của chúng ta trong đó, hay là dẫn cô ấy theo." Quân Lâm Uyên quan sát một lượt, "Cô chưa chết sao?" Phượng Vũ lóe lên suy nghĩ. Trước đây hắn đã từng thấy mình bị cự ưng kẹp đi, nhưng hắn chẳng quan tâm mạng sống của mình. Nàng giả vờ vui vẻ đáp, "Đại nạn không chết ắt có phúc báo, để ta đi theo các ngươi, biết đâu nhờ phúc mà ta có thể thu hoạch ngoài ý muốn." Quân Lâm Uyên liếc nhìn cô nương mồm miệng lẻo mép nà, y quay sang nói với Phong Tầm, "Ngươi dẫn người thì tự chịu trách nhiệm." Phong Tầm ngạc nhiên lẽo đẽo theo sau hỏi, "Quân lão đại, ngươi nói thật ư? Thật sự cho ta dẫn theo à? Còn lắm mồm là ta bỏ ngươi lại luôn. Tiểu nha đầu là người mà ta phải che chở, ta là Phong Tiểu Tam, cô ấy là Phong Tiểu Ngủ, ta không bảo vệ cô ấy thì ai bảo vệ đây?"